Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một món cho các bạn xem. Một video mà các bạn rất thích coi, mà rất thích chơi luôn. Đó chính là video Play Together. Các bạn biết không? Quá quen thuộc với các bạn luôn đúng không? Bây giờ các bạn muốn vô chơi thì các bạn hãy cho mình một like, một share, một đăng ký, hút đấm bấm chuông, bấm cái đó cho tôi nha. Rồi, cái này không phải lần đầu mình chơi đâu, mà cái này là mình chơi lâu rồi, chơi chưa được một năm đâu, mới có 2 tháng thôi rồi, nhưng mà mình đã có một bộ đồ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ vô chơi luôn cho các bạn xem nha. Let's go. Bây giờ mình sẽ vô chơi nha. Mình đầu tiên mình sẽ nhận thưởng. Ok, mình chào các bạn xem mình nha. Mình đây nè, đó đẹp chứ các bạn. Đây là mình nè, đây là con min của mình. Wow, mình sẽ chụp ảnh, mình sẽ đứng đây chụp ảnh. Đã quá các bạn ơi, sao lên được ta? Bạn của mình sao lên được đây mà ta? Phải nhảy lên mới được. Thôi không nhảy được, thôi đi đi, chơi tiếp đi chơi tiếp. Wow, đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Để mình đi, nhảy lên đây. Để nhảy lên trên kia mới được. Ít té rồi. Mình đi câu cá đây. Mình có 111 tim. Để mình nhận. Rồi, mình đã có 111 tim rồi. Bây giờ mình sẽ đi giao pizza nhá. Bận quá đi mất. Đơn giao hàng pizza núi rồi. Bạn có muốn làm việc bán thời gian không? Có. Tốt, vậy tôi sẽ đưa pizza cho bạn giao. Bắt đầu đi nào. Ok, 50k thì đi luôn. Wow, xe màu tím luôn, kỳ đẹp quá các bạn ơi. Nó sẽ có thời gian nha. Mình có 85 kim cương rồi. Đi nhanh lên nào. Mình đặt tên cho này là Mivi Chan. Vậy bây giờ mình sẽ đặt lại Mivi Chan tên ý tê 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 tê. Rồi đi tiếp đi tiếp đi tiếp. Và chào bạn nha. Đi thôi Mivi Chan, thôi mình không đổi tên đâu. Mivi Chan mày để tên như vậy luôn nha. Đi giao hàng thôi. Đi đến cô này lâu quá. Ui. Đi đến cô nữ hoàng thông tin hả? Rồi đi đến người cuối. Người cuối là người bán nước. Mình sẽ lấy xe ra. Đấy, mình có xe mà các bạn. Đẹp quá các bạn ơi, nhìn ở đằng trước kìa. Nhìn cái con bộ xương kìa, trước mặt mình kìa. Sao vì sao? Rồi, nhận 50.000. Nhận thưởng. Yeah, nhận được rồi. Bây giờ đi đâu đi chơi đây? À, mình nói đi câu cá. Cho nên mình sẽ ra cái chỗ bảng cá mập để mình câu cho nó được nhiều. Chào bác, mình cho các bạn xem rõ xe dạo hàng của mình này. Bữa sau mình sẽ mua ô tô cho các bạn xem, tí nữa mình sẽ về nhà cho các bạn xem. Con này khổng lồ. Thôi kệ đi. Đây các bạn có mập đến rồi nè. Nó nằm đứng trước mình kìa. Các bạn nhìn thấy mình xinh không? Nhưng mà về nhà cho các bạn xem. Nào mà sẽ đứng đây câu cá. Rồi lấy cần câu. Mình có 3 cần câu. Để câu cá. Coi mình câu được con gì. Đây này gọc kìa. Rồi. Gì? Nó lừa mình đó các bạn. Nội tội.
trời ơi, cá to được cá quân phun miệng. Câu tiếp, câu tiếp. Rồi câu cá to to. Ui, cá to nữa nè. Để coi câu được con cá gì. Mau ăn đi. Ý, ăn thiệt luôn. À, cái cửa xe bị hỏng. Bảo quản, để tí nữa mình ta chế ra. Ta chế mình cũng sẽ được tiền hoặc kim cương. Ui, cá to, cá to. Chắc là cá thủy tinh đấy. Wow, cá tráng. Đi khoe thôi. Khoe nè, khoe nè. Cá cháp. Cá cháp, cá cháp nè mọi người ơi, mọi người ơi. Cá cháp nè mọi người ơi. Thôi, đứng lại chỗ cũ mình câu coi. Ê, té, té, té. Hết hồ, hết hồ. Ê, té xuống dưới nước. Rồi. Rồi, câu tiếp hồi nãy mình nhầm. Đâu rồi, cá ơi, ra đi cá ơi. Hồi nãy mình bị té xuống dưới nước đấy các bạn. Wow. Lên, 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 lên. Cá quần bưng miệng hoài trời. Cần câu bị hư rồi. Yeah. Con bị hư rồi. Đây là cá của mình nè. Mình câu được cá heo nè. Bây giờ mình sẽ khoe cá heo. Nè nè nè. Mình khoe cá heo nè. Nè nè nè. Cần câu cùi quá. Cần câu cùi quá. Đi khoe cá heo thôi. Đi khoe cá heo. Coi coi có ai không. À có bạn này. Có bạn này. Có mấy cái bạn này nhảy lên đây chi vậy trời. Cá nè. Cá nè, chú chú chú. Thôi, mình đi câu tiếp đi. Các bạn này không quan tâm mình gì cả. Đi câu tiếp. Đứng đây câu đi. Còn nó có hên không? Sửa cần câu nào đây? Hay là cần câu mèo đi. Xuống dưới nước xíu. Rồi, câu. Trời ơi, cho tôi con cá sấu đi mà. Ui, cá to á. Đừng là cá quỳnh nữa nha. Ăn luôn đi. Trời, may quá, may mà chưa bấm. Nó lừa mình ghê quá mà. Câu lại, câu lại. Để cái góc đẹp đẹp gọn gọn cho các bạn nhìn nha. Ui, lên rồi nè. Con cá hồi nãy luôn. Ăn đi, ăn đi. Mày câu. Mình muốn nấu ăn được các bạn ơi. Mình để vậy cho dễ. Sao mình câu thấy của đàn cá to mà không thấy lên con cá to nào cả nhỉ? À, lừa mình. Ý. Bây giờ mình sẽ mở tiệc cho các bạn xem nhà mình nha. Nhà mình cùi bắp lắm. Quá cùi luôn. Bạn bè gì đấy? Bạn yêu cầu kết bạn hả? Ok, kết bạn luôn. Thôi, khỏi đi. Có thư chưa đọc. Thôi. Được nhận hả? Nhận phần thưởng trứng cao cấp tiếp. Xác nhận. Thôi mình không đi đâu, mình không đi đâu. Thư gì chưa đọc. Thôi, tắt đi, tắt đi.
Và mình đang mở tiệc này mi chan. Nhà mình có nhiều sao lắm các bạn ơi. Thôi mình biết là các bạn hãy tìm được à, nhà mình này các bạn ơi. Sao đi các bạn, sao đi, sao đi. Cho các bạn, cho bạn này tìm nè. Cho bạn này sao thôi tìm. Mình sẽ xin các bạn nó sao nha. Sao đi. Sao đi. Mình sẽ hỏi các bạn đó nhà mình bao nhiêu điểm. Nhà bao nhiêu điểm. Nhà mình có cá bàn chân này các bạn ơi. Có con mực. Mình sẽ thay mực. Mình muốn thay mực bỏ cá cháp vô. Chán quá, để mình lên lầu để mình thay cái đồ, bộ đồ xấu quắc của mình để cho các bạn xem. Ôi Kiki ơi, mày tâm thể nè Kiki ơi. Để trang điểm xíu coi cho đẹp coi. Đẹp ghê. Cảm ơn mấy bạn đã cho mình. Cảm ơn mấy bạn đã cho mình tim nha. Cho mình tim và sao nha. Các bạn hãy vô Play Together và chơi chung với mình nha. Chơi mình rất là buồn à. Bạn ơi, bạn ngủ trên giường mày hả? Nên mình thay bộ đồ này các bạn xem nè. Quá xấu luôn. Nè, nhìn mình nè các bạn ơi. Tại vì mình thay bộ đồ này trước khi đi ngủ. Mình mặc bộ đồ này. Còn khi nào mà mình không muốn mặc đồ này, bộ đồ này nữa thì mình sẽ thay bộ đồ này. Đó, thay quần áo. Đẹp quá. Ui, bạn này mặc đồ giống như là chơi cho con mực thế. Giống như bị giam tù thế. Bạn bị giam tù mới ra hả? Mình hello bạn ấy. Thôi bạn ấy không quan tâm mình đâu. Thôi mình đi đây. Mình có cây của mình như thế nào rồi nha. Mình chưa bỏ cây vô. Bây giờ mình sẽ bỏ cây hoa nào đây. Không, mình không gieo nữa đâu. Điện thoại có cái gì mà kêu hoài. Mà bạn yêu cầu hả? Chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn. Điện ở đây. À, này bạn nào đây? À, cho bạn tiêm đi. Rồi tắt điện thoại đi. Rồi bây giờ mình mở tiệc như vậy để mình thử dùng này coi. Chỉ có một đồng thôi. Thôi đi. Ok luôn đi chứ sao giờ. Rồi thôi bye bye, mình sẽ đi về nhà. Thôi mình sẽ đi về lại chỗ kia để mình bán cá nha các bạn nha. Để coi nhiêu tiền. Min ơi, mình là Min. Để coi trong quả trứng mình còn ai. À, còn Moon nè. Bé heo. Halloween đẹp quá các bạn ơi. Để coi ai gọi mình đến nè. Wow, nhà có bạn Phương hả? Đi vô xem thử. Phan Anh Linh được men luôn. Ghê ta, Phan Anh Linh. Mở tiệc hả? Wow, đẹp quá. Wow, cá đẹp xịn thế. Wow, cá xịn cực kỳ. Wow. Ok, sao nè, cho bạn sao hết cỡ luôn. Cho sao y, rồi cho sao rồi đấy. Lên giường ngủ. Thôi, nhảy xuống đi. Bấm này coi. Wow. Mình qua tắt điện bên kia. Nhà bạn này không có chỗ điện à. Wow, ghế đẹp quá. Ghế đẹp. Từ ghế đâu rồi ta? Ghế đẹp.
Thôi bây giờ mình sẽ tranh thủ về nhà. Cho mình sẽ tranh thủ để các bạn xem video. Ôi trời ơi là trời, nhà bạn đã cùi hơn nhà của mình, nhưng mà nhà bạn nó nhìn nó xịn hơn nhà của mình. Hôm nay chị sẽ đạp cho nó nhanh thôi. Mình không muốn đi xe đạp, mình muốn đi bán trượt vàng. Mình không muốn đi đến nơi đến nhà bạn nữa bạn ơi. Mình tranh thủ quay video cho các bạn xem. Ước gì mình có fan. À mình chưa quay mấy lần thôi là có fan đến xe, đến chơi chung với mình mà. Chắc vậy đó. Chỉ giỡn các bạn thôi. Rồi, đã ra đây rồi. Alex rồi, cậu bé bút bi cho tim nè. Cho cậu bé bút bi một tim nha các bạn nhé. À, đợi. Yeah. Chào cậu bé bút bi. Wow, cảm ơn bạn đã cho mình một tim nha. Rồi bạn sẽ đứng ở đây, nhảy lên ý, té luôn rồi. Và mình sẽ bán cá mực, bán luôn cá này, bán luôn cá này. Các thương mình không bán đâu. Cái này mình không bán đâu. Cái này bán cái này. Ít cá thế, bán được có trăm mấy, bán được cả cái con cá này 367 nha, ok. Có. Yeah. Bye bye, lần sau lại đến nhé, bye bye. Túi thu rồi hả, nhà túi rồi. Ok, hãy thử lên đu quay đâu. Á, rớt xuống rồi lên đu quay gì đây. Rớt xuống rồi, ai có cứu mình không? Rớt xuống rồi, ai có cứu mình không? Rớt xuống rồi, cứu. Trời ơi là trời. Phải nhảy bên này. Rồi. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn lần đầu tiên mình chỉ quay như thế này thôi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một share, một nút đăng ký, một nút bấm chuông nha các bạn nha. Rồi mình cũng xin tạm dừng video của mình đến đây. Bye bye các bạn nha.